Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mấy nay thì ở ngoài quê mình mưa rất là to luôn anh em. Thì mưa nó ngập cái sau vườn nhà mình luôn nè. Hôm nay thì nó đã rút rồi ha anh em. Đó, anh em thấy nó ngập nước không? Người ta trồng cỏ cho bò là nó ngập hư hết trơn luôn rồi nè. Cái hồ bò bò mình cũng vậy. Thì nó ngập, nó tràn bò bò lên trên cái đất hết luôn ha anh em. Đến sáng ngày hôm nay nó mới rút nước ha. Để mình zoom cho anh em xem cái mực nước của nó hôm bữa nó ngập như thế nào. Nó hôm bữa là nó ngập cao bằng nửa cái thùng sân nước luôn ha anh em. Cái nó rút lần lần thì bây giờ nó rút bằng cái mặt đất rồi ha. Giờ mình sẽ ra ngoài đó mình kiểm tra cái hồ bo bo của mình nó còn bo bo không ha anh em. Nếu mà còn thì mình sẽ vớt cho cá để nó ăn ha anh em. Ok, mời anh em theo chân mình ha. À, mà đợi xíu mình lấy cái nón mình đội vô ha anh em. Anh em thấy nước nó ngập không? Nó mới rút đó. Sẽ kiểm tra chỗ này trước ha. Bo bo còn rất là nhiều luôn ha anh em. Ở sau cái lớp ván này nè. Đó, anh em thấy nó nhoi không? Mình qua bên này mình coi thử. Bo bo nó còn cũng rất là nhiều ha anh em. Ok, giờ mình sẽ để máy vô trong kia rồi mình ra đây mình vớt bo bo ha anh em. Thank you.
Ok, giờ mình sẽ lọc bò bò ha anh em. Rồi anh em thấy rất là nhiều bo bo ha. Sao nó mờ vậy ta? Rồi anh em thấy rất là nhiều bo bo ha. Giờ mình sẽ bỏ nó vô trong cái thau mình sủi rồi cho cá nó ăn dần trong một ngày ha anh em. Ok, giờ mình đi sủi thôi. Mình đã rửa và lọc xong rồi ha anh em. Còn nó có mấy cái đen đen này nè thì là do mấy cái cây cỏ nó mục khô rồi nó mình vớt á, mình vớt bo bo thì nó sẽ dính vô luôn ha. Mấy cái đó không phải là bụng đất nên là mình cũng đừng có sợ nó dơ ha anh em. Rồi mình đã múc xong một ly trên đây rồi nè. Giờ mình sẽ đem đi cho cá ăn ha. Cái này nó ngập 2 bữa rồi ha anh em. Bữa nay cá nó mới được ăn bo bo lại nè. Mấy bữa nay là ăn cám với lại ăn a tơ ha. Cho cá ăn thì bất kể là anh em cho ăn cám, bo bo hay là trùng chỉ ha. Mình chỉ cần cho nó ăn vừa đủ thôi chứ đừng có cho nó ăn no quá. Vì ăn no quá thì nó sẽ gặp tình trạng khó tiêu ha anh em. Đây là mình chia ra nhiều bữa nhỏ trong một ngày ha. Chứ mình đừng có cho nó ăn mình ép nó ăn no quá thì nó sẽ bị dễ bị bệnh. Cá này thì cỡ 2 tiếng mình cho nó ăn một lần, mình cứ dặm một xíu vậy đó. Nó rất là thích ăn bo bo luôn. Rồi con này sắp đẻ rồi nè anh em. Đó, con Blutobat biết têu của mình nè. Rồi, sẽ cho nó ăn bo bo ha. Mấy cái lồng này tại hôm qua mình hút cạn xong cái mình quên sửa nó ra lại á. Chứ cần sửa nó thì nhanh. Đó. Như vậy nó sẽ đẹp hơn ha anh em. Lòng bên này cũng vậy. Mình căng nó ra thì nó sẽ vuông hơn.
ngoài này đẻ rất là đông ha. Hồ nào nhiều thì nhiều cá thì mình sẽ bơm thức ăn nhiều hơn ha anh em. Đây, hồ phun rết này mới đẻ nè. Này em thấy nó rất là thích ăn bo ha. Cảm thấy đó, khi mà mình cho nó ăn mồi tươi thì cái vây và đuôi của nó sẽ bung hơn khi mình cho nó ăn cám ha anh em. Đó, nó rượt con bo nó ăn và nó căng vây căng đuôi ra. Đây là phun rết BDS của mình nè. Hai con mẹ này thì nó mới đẻ xong ha, nên là giờ nhìn nó chưa được đẹp lắm, nó kiểu nó hơi ốm ha anh em. Ok, đây là rồng đỏ của mình nè. Đây là hồ cá con nó mới đẻ hôm bữa ha. Nó thấy mình tới là nó bu lại nó đòi ăn rồi đó anh em. Hồi này em thấy nó ăn đã không? Đây là rồng đỏ mái nè. Thường thường thì cá mái thì mình sẽ cho nó ăn nhiều hơn cá trống tí ha anh em. Thì cá mái cái sức ăn nó nhiều hơn ha. Con mái này nó mới đẻ vậy nó hung quá, nó cắn trống kia không dám lên ăn luôn nè. Ok, đây là hồ Coret Ori bông giống của mình ha. Cái bộ gen của mình thì nó lên không có sớm lắm ha anh em. Nhưng mà về cỡ tầm 3 tháng trở lên thì cái độ lên tay bơi của nó rất là cao ha. Con này đang đẻ nè. Cái con nó bơi ra ngoài ha. Mình sẽ cho nó ăn tí bo bo. Cái đồng bộ teo này thì mình tách trong máy, mình cho nó lên đỡ trên cái thùng kem này ha anh em. Là coi rét xỉ thu ha. Cái này cũng vậy, này là trống coi rét xỉ thu. Thank you.
Đây là view coi sọt xì thu ha anh em. Đây là trống coi gainer nè. Cũng nhờ có cái ao bo bo này mà cái chi phí nuôi cá của mình nó giảm đáng kể ha anh em. Tụi này mày cứ cho nó ăn ATER mà ngày 3-4 lần vậy thì rất là tốn kém ha. Rồi cái full gold mình mới bỏ lên trên cái vàng này anh em. Mình sao cái đèn dây này thì nó rất là yếu ha anh em. Nó cứ chập chờn vậy đó. Nên là mình sẽ không quay vàng đó ha. Qua tới bên này là đã bị nó ảnh hưởng rồi nè. Nó chập chờn. Cái này là full gold con ha anh em. Đây, mấy cái bài này mình đang rất là trông chờ vô tụi nó ha. Tại vì mình thấy cái gain của nó khá là ok á. Mà tụi này phải đủ tháng nó mới lên tay chứ nó cũng chưa có lên sớm đâu anh em. Ông anh mình ổng đang thiết kế cái lọc mà elip cho mình đó anh em. Cỡ tầm 1-2 bữa nữa là ổng sẽ đem qua nhà mình ha. Rồi mình sẽ dùng và review đánh giá cái lọc đó cho anh em xem. Thì mình thấy cái lọc đó nó tạo dòng chảy rất là ok ha. Chứ mình cũng không quan trọng cái việc cái lọc đó thì mình không có đánh giá nó lắm ha. Tại vì tùy theo cái nhu cầu nuôi của mỗi người, mình thì mình hút cạn ngày một á, nên là mình dùng cái lọc nữa thì mình sẽ phải đi vệ sinh cái lọc, nó rất là tốn thời gian. Tại vì mình đã bỏ thời gian ra mình hút cạn ngày một rồi ha. Kiểu mình dùng cái lọc đó là mình để mình tạo dòng chảy á, cho con cá nó nhanh lớn hơn, nó bung vây đuôi bung đuôi ra ghê hơn ha. Ok, mình đã cho cái mớ cá ở bên trại này ăn xong rồi ha. Chỉ còn cái dạng full gold đó thì mình chưa cho ăn tại vì nó chớp quá. Mình quay vô anh em xem thì nó sẽ rất là chóng mặt ha. Rồi mình quay tới đây thôi. Rồi cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video sau nha.